Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống dịch chống giặc, ngang chống dịch ngang chống giặc, mà trong thời gian vừa qua thì không những các bác sĩ, các anh công an, chú bộ đội đã xông pha vào trận tuyến để cứu chữa bà con, thì trong số đó không nói đến những tấm lòng vàng của các anh, các chị, các em trên khắp cả nước, đặc biệt là đã hy sinh, có thể là bỏ ra rất nhiều tiền bạc, nhưng mà xông pha đến tận địa điểm mà có dịch rất là nguy hiểm, mà mọi người vẫn xông pha đến để mang đồ ăn, rau củ quả, tất cả mọi trang thiết yếu cho bà con trong vùng dịch. Đặc biệt như em Hoàng Hường vừa qua đi lên Bắc Giang mà xem qua những video thật là ngưỡng mộ và rất là trân trọng cái tình cảm của em đã dành cho bao nhiêu bà con và tất cả các anh, các chị, các em trong cả nước, rất là nhiều anh chị, rất là nhiều người đã xông pha vào trận để giúp cứu, giúp bà con trong những lúc khó khăn. Thì hôm nay Ngọc Hiền xin được tặng một bài hát là có tựa đề Ngợi ca những tấm lòng vàng của soạn giả Thanh Lam, nhà hát chèo Hưng Yên. Xin tặng em Hoàng Hường và xin tặng tất cả quý vị bài hát này mang rất nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến chống dịch vừa qua. Xin cảm ơn em soạn giả nghệ sĩ Thanh Lam. Ngày ngày chứng chiến xe đi vào nơi tâm dịch hiểm nguy khôn lường, trải bao mưa nắng dằm đường vẫn luôn mang tròn yêu thương cho đời, hàng hóa cứu trợ muôn nơi xông pha tâm dịch như người chiến binh, bao nghĩa bao ý tình như những thời như
rồi sẽ chia sân khấu tình người Việt Nam. Đẹp tâm mi lòng vàng trong gian khó sẽ chia nghi giúp đỡ yêu thương đi vượt đi bao gian khổ nắng mưa dặm trường Thanh Lam, nghệ sĩ nhà hát chèo Hương Yên đã sáng tác bài hát này, chị rất tâm đắc. Và chị thấy em Hoàng Hường, nha khoa quốc tế Hoàng Hường rất là vất vả. Những chuyến hàng đi Bắc Giang chị theo dõi rất là vất vả. Em vừa bỏ tiền bỏ của ra nhưng em rất là gan dạ đi vào trong tâm dịch, cũng như là đợt vừa rồi em đã gửi biết bao nhiêu bình oxy vào để cứu chữa cho các bà con đồng bào miền Nam. Xin tặng em và cũng như là tặng tất cả các quý vị trên tất cả mọi miền đất nước bài hát này, cũng như là tất cả các anh các chị các em cũng là những người chiến binh xông pha vào để cứu dịch, cứu tất cả bà con trong các tâm dịch của tất cả đất nước chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị ạ.